chào cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, khi tôi nhảy, mọi người xem tôi như một cô gái điếm. Nhưng nhờ Chúa Giê-xu, tôi hiểu thân thể của tôi không phải là một thùng rác. Vâng thưa cộng đoàn, đó là một câu nói nổi tiếng và truyền cảm hứng sống đạo, ơn gọi mạnh mẽ của một nữ tu. Anna Lobini, sơ là một cựu vũ nữ khỏa thân, hay nói thẳng ra theo tiếng Việt Nam, đó là một cô gái điếm. Tưởng chừng cuộc đời của sơ xa này trượt dài trong vũng này tăm tối của tội lỗi và không thể thoát ra được. Nhưng chính Chúa, Ngài đã cứu vớt cuộc đời của sơ mà lại ban cho cô gái điếm một ân sủng đặc biệt. Vâng, câu chuyện này rất hay và đang được lan truyền mạnh mẽ trên Internet. Con mời cộng đoàn cùng xem tiếp. Hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật tin công giáo cộng đoàn nhé. Thưa cộng đoàn, trước tiên thì con dùng từ gái điếm không có ý hạ thấp hoặc bôi xấu sơ, song là để thể hiện đúng bản chất của câu chuyện mà vẫn vô cùng kính trọng. Vâng, trước khi gặp Chúa, cô gái Anna Nobini là một vũ nữ khỏa thân, tức là một cô gái điếm. Cô nhảy trong các vũ trường ở thành phố Milan, nước Ý, cho đến ngày cô gặp Chúa Giê-xu. 6 năm sau, cô nghe theo tiếng gọi của Chúa và trở thành nữ tu một cách ngoạn mục thuộc dòng nữ tu nhà Nazareth. Anna Nobini sơ đã kể lại cho chúng ta hành trình trở lại đầy ân sủng. Con mời cộng đoàn cùng nghe. Vâng, chắc cộng đoàn cũng thắc mắc tại sao trước đây sơ lại sống trong một đời sống tăm tối và đầy tội lỗi như vậy, đúng không ạ? Sơ Anna Lobini chia sẻ: cha mẹ của tôi ly dị năm tôi 13 tuổi và tôi sống với mẹ. Cha tôi trước đó rất hung bạo với mẹ tôi và tôi bằng những lời nói và đánh đập tôi. Không ai dạy cho cha tôi biết yêu thương là như thế nào. Cha tôi không thể mang tình thương đến cho vợ và con của ông. Tôi lớn lên trong sự thiếu tình thương của cha. Điều đó làm cho tôi ngày càng không thể chịu nổi. Trong lòng tôi, đó là một nỗi trống vắng cảm xúc to lớn. Tôi rất rụt rè, tôi nói ngọng nghịu, tôi học lực thấp. Vâng thưa cộng đoàn, và đây chính là cơ hội cho tội lỗi ma quỷ xâm chiếm tâm hồn của một cô gái trẻ. Hồi nhỏ, tôi chẳng thèm đi lễ, khi đó tôi thấy mình chẳng có giá trị gì. Ở trường, tôi cảm thấy mình bị ra rìa. Các bạn học làm cho tôi cảm tưởng tôi chẳng có tích sự gì. Tôi phải giống như các bạn để được chấp thuận. Khi đó, tôi bắt đầu suy nghĩ mình phải ăn mặc nập dị. Tôi đã bắt mẹ tôi phải mua cho tôi quần áo đắt tiền, hợp thời trang lúc đó. Tôi trang điểm và ăn mặc khiêu khích hơn để các bạn gái phải ghen tị với tôi. Dung mạo của tôi lúc đó rất xinh đẹp và gợi cảm. Các cô bạn của tôi xem tôi như một mối nguy hiểm của họ, nhưng tôi lại bị cô độc và ruồng bỏ. Đây cũng là lúc tôi bị suy thoái tinh thần, trượt dài trong vũng lầy tội lỗi. Vâng, và sơ đã chia sẻ về cuộc tình trong vánh với rất nhiều đàn ông thời đó. Bạn trai tôi, anh ta phớt lờ tôi ban ngày nhưng lại lợi dụng tôi vào ban đêm. Chúng tôi ngủ với nhau vào ban đêm nhưng ban ngày tôi ở một mình. Khi tôi hiểu anh ta không yêu tôi thì tôi đã rất phẫn nộ. Khi đó tôi buồn chán hơn, tôi đổi qua các cuộc sống về ban đêm. Tôi bắt đầu làm việc ở một vài vũ trường trong thành phố Milan. Rượu chảy như suối, tôi khỏa thân trong các vũ trường cũng như nõa thể. Với công việc này, tôi gặp không biết bao nhiêu là cánh đàn ông. Tôi quen biết tất cả những người bảo vệ của vũ trường trong thành phố và tôi có thể vào miễn phí bất cứ đâu. Thường thì 2 giờ sáng tôi xong việc, sau đó thì tôi đi một vòng trong các tiệm nhảy disco cho đến sáng. Vâng thưa cộng đoàn, và đó cũng là lúc sơ sống trong hạnh phúc, nhưng mà là một hạnh phúc giả tạo. Tôi đã sống trong ảo tưởng của hạnh phúc. Tôi đã không yêu chính bản thân mình, nhưng cánh đàn ông thì thích cơ thể của tôi. Thân thể và điệu nhảy của tôi chính là dụng cụ để tôi có thể săn cánh đàn ông như chiến lợi phẩm. Càng ngày càng nhiều hơn, mỗi đêm là một người mới. Tôi còn học nhảy để diễn trong các vở diễn và giúp tôi mở ra một cánh cửa để bước vào lĩnh vực truyền hình. Sau đó, tôi trở thành một người nổi tiếng trong thế giới của tôi. Tôi tự hào, tôi đi khắp nơi để diễn. Và một biến cố đã làm cho sơ thức tỉnh từ dã nhảy khỏa thân và tìm kiếm con đường ơn gọi trong ân sủng của Chúa. Dù thành công nhưng tôi vẫn cảm thấy mình trống rỗng. Thật ra là tôi cảm thấy mình cô độc, dơ bẩn và tội lỗi khủng khiếp. Nhưng biết sao đây, tôi đã quá muộn để gột rửa, để trở lại làm người lương thiện. Cơ thể tôi không nhận một cử chỉ dịu dàng. Tôi luôn hung bạo và khiêu khích, không một chút êm ái. Cũng có những lúc tôi mơ sẽ có một ngày tôi sẽ gặp một người đàn ông nói yêu tôi và rung động vì tôi.
Nhưng không, tôi không bao giờ gặp được sau những cuộc tình chóng vánh. Ma quỷ đã kiểm soát đời sống của tôi. Nó nói tôi phải làm những gì là tôi vâng lời nó. Tôi sống như một người mù. Tôi xem nhà mình như khách sạn. Tôi đi qua đi lại trước những anh chị em của tôi mà tôi không nói chuyện với họ. Trước khi ra nhà, tôi trang điểm cả giờ. Tôi bôi bôi chát chát hàng trăm loại mỹ phẩm lên mặt mà cũng không cảm thấy hài lòng. Mẹ tôi, bà đã bất lực và đau lòng vì tôi, nhưng vẫn nỗ lực trong một hy vọng nhỏ nhoi. Mỗi lần tôi ngồi trước gương, mẹ tôi đến nói chuyện với tôi. Bà nói với tôi về Chúa Giêsu. Một ngày nọ, tôi tức lên và tôi nói với mẹ: "Con không xin tiền người ta để sống, con đang đi làm việc." Nhưng mẹ tôi vẫn tiếp tục nói với tôi về Chúa Giêsu. Bà đi lễ mỗi chiều để cầu nguyện cho tôi. Thưa cộng đoàn, và đã có một nguồn tác động lớn lao đến cô gái điếm. Một ngày nọ, có một bà gọi tôi ở ngoài đường. Tôi không biết bà ấy, nhưng bà ấy biết rõ về tôi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau, và sau này tôi mới hiểu mẹ tôi đã cho bà một tấm ảnh của tôi. Với tất cả các bạn của mẹ tôi, bà xin họ cầu nguyện cho tôi. Đây là một thói quen đặc biệt của người Ý. Bà bạn này của mẹ đề nghị tôi đi học một khóa học tĩnh tâm ACC. Tôi không tôn trọng mẹ tôi, nhưng tôi lại nể nang bà, và tôi đã chấp nhận đi để xem sao. Khi đến đó, chỉ trong một ngày, tôi đã được sống một cái gì đó rất tuyệt vời. Ở đây có các bạn trẻ hát và cầu nguyện. Họ cũng vui chơi nhưng không say sưa bê tha như tôi. Đối với tôi, đó là một chuyện rất mới và rất đẹp. Lúc đó tôi nghĩ tôi giàu có. Tôi có trong tay mọi thằng đàn ông tôi muốn. Tôi tổ chức các buổi dạ tiệc vào ban đêm, nhưng tôi chưa bao giờ biết một bầu không khí vui vẻ như vậy. Một vài tháng sau thì tôi bắt đầu đi lễ, và trong một thánh lễ tôi đã nghe linh mục nói: "Trong nhà thờ lúc này Chúa rất yêu thương tất cả mọi người đến đây lần đầu." Lúc đó tôi cảm tưởng như cha đang nói về tôi. Cha biết rõ về cuộc sống của tôi. Lời của cha đã làm cho tôi rất xúc động. Lương tâm của tôi bị đánh động. Có một cái gì đó tan vỡ trong tôi. Lúc này tôi mới 22 tuổi. Tôi tiếp tục làm vũ nữ khỏa thân, nhưng tôi cũng đi lễ Chúa Nhật mỗi tuần. Mỗi ngày tôi đi thẳng đến các vũ trường nơi tôi nhảy suốt đêm. Khi ra về, tôi nói với các bạn của tôi rằng tôi sẽ đi lễ vì Chúa thương tôi. Các bạn tôi, chúng xem tôi như một con điên, đạo đức giả, chúng cười nhạo tôi. Còn tôi ở trong trạng thái điên. Điên của đời sống về đêm, và điên vì tình yêu của Thiên Chúa. Nội tâm tôi bị giằng co, rất khó chịu vô cùng. Thưa cộng đoàn, trước trạng thái đó thì sơ đã chọn đứng về phía thiện theo tiếng gọi của Chúa. Đúng, tôi đứng giữa hai cái điên, cho đến một ngày tôi cảm thấy sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu. Đó là trong một khóa tĩnh tâm. Ngày hôm đó là ngày cuối cùng tôi nhảy múa. Và ngày hôm sau tôi quyết định thay đổi cuộc sống của mình, làm lại cuộc đời trong ân sủng của Chúa. Khi tôi nhảy trong các vũ trường, mọi người xem tôi như cô gái điếm. Nhưng chính Chúa Giêsu đã làm cho tôi thấy thân thể của tôi không phải là một thùng rác. Ngài cho tôi thấy tôi là một hạt ngọc đích thực. Khi đàn ông tặng tôi một lời khen để đổi lấy thân xác của tôi, thì tình yêu của Thiên Chúa là không điều kiện. Tôi cảm nhận rất rõ về điều đó. Tôi xúc động nghẹn ngào. Và đây là lần đầu tiên tôi đã khóc sau hàng chục năm. Sau đó tôi ra quyết định tôi cần phải bỏ tất cả các vũ trường, truyền hình, tất cả mọi thứ. Tôi muốn biết Ngài. Dù vậy, ngày tôi bắt đầu nghe tiếng gọi đi tu, tôi hoảng lên. Tôi sợ phải chấp nhận đời sống này. Và tôi sợ Chúa sẽ lấy đi niềm vui sống, lấy đi niềm hạnh phúc của tôi. Nhưng ngày hôm sau, trước những lời chia sẻ của các mẹ bề trên, khi gặp cơn khủng hoảng này, tôi đọc một đoạn trong sách Diễm Ca: "Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, em là khu vườn cấm, là dòng suối canh phòng nghiêm ngặt, là giếng nước niêm phong." Và tạ ơn Chúa, chính đoạn này đã mở tâm hồn của tôi để tôi đến với Ngài. Vâng, thưa cộng đoàn, giờ đây thì sơ đã trở thành một nữ tu, mặc dù với một quá khứ đầy tội lỗi. Vâng, thưa cộng đoàn, nguồn này từ tác giả Mata An Nguyễn dịch, trang web Francisco. Vâng, quả là một câu chuyện vô cùng hay và ý nghĩa, đúng không ạ? Với một người ở tận đáy của xã hội, nhưng Chúa, Ngài đã không từ bỏ. Ngài sẵn sàng bỏ lại 100 con chiên để đi tìm một con chiên lạc. Quả là một câu chuyện tràn đầy ân sủng của Chúa. Xin chúc mừng sơ với con đường ơn gọi mới của mình, và nguyện xin Chúa ban bình an tới sơ, tới tất cả chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì có thể ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những video, những tin tức hay nhất về Đạo Công Giáo, cũng như là truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video mới phục vụ cộng đoàn. Con xin chân thành cảm ơn.